Từ Hồ Tây, ta đi ngược bờ đê sông Hồng lên 10 cây số nữa để thăm ngôi đình cổ, đó là đình Chèm. Đình Chèm có từ khá lâu, nhưng do nằm ngoài bờ đê, hàng năm chịu nước lũ sông Hồng nên cũng bị hư hại nhiều cổ vật, dù có các đồ pháp khí là vẫn còn tồn tại cùng thời gian. Con giàu mà bó, con khó có tâm, thành tâm. Chí chủ tịch mặt trận chúng tôi vừa nói để suy ngẫm chúng ta và góp phần tác động đến con cháu chúng ta sau này. Câu thứ nhất là bố nước cái chèm là con nói hai câu mà khi về nghiên cứu phản đích chúng tôi nhớ: bán điểm hại nhân vô trước, nhất hào lợi kỳ mà phân tâm xin giảm dịch, nửa nét hại người không cố ý, một ly mình lợi chẳng mang lòng. Đấy. Xin thưa, câu thứ nhất là sự nhân đạo tuyệt vời mà chúng ta đang còn phải phấn đấu. Câu thứ hai nói lên cái chí công vô tư. Xin nhắc lại câu dịch nghĩa: nửa nét hại người không cố ý, một ly mình lợi chẳng mang lòng. Đấy là câu của thân phụ Đức Thánh Chèm và Lý Công Trọng. Câu thứ hai của Đức Thánh Chèm: khi 17 tuổi đi làm một việc nhỏ ở huyện, bị quan đề đốc do sơ ý gì đánh cho 10 cái hẹo. Ngài phấn chí và có một câu rất hay như sau mà chúng tôi về cũng còn phải chiêm ngưỡng học tập và đang phát huy cho con cháu chúng tôi. Khi ngài bị đánh như vậy, ngài có nói rằng làm tài trai phải có tráng trí như chim loan, chim phượng, vỗ cánh một cái bay bổng muôn phương. Cớ sao để cho người vùi dập nhục mạ và làm nô lệ cho người mà du rú ở xóm nhà. Thưa, ở trong thánh phạt và trong Việt Điện U Linh cũng có chiếc câu này, mời các vị tìm hiểu so thêm. Tức là ngày cách đây là 2.300 năm để tưởng nhớ đến thánh. Vâng, sang năm mới thêm một tuổi mạnh khỏe và mong rằng mong muốn Tết tháng năm. Vâng ạ. À, mời các cụ các bác đến để là hầu tạ thánh và chúng tôi sẽ phục vụ tốt hơn. Thế có gì thì mời các cụ các bác phê bình cho, bởi chút chít bây giờ còn đang thiếu sót nhiều quá.